Dạ vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với CarWatch. Hôm nay mình em về được một chiếc Speedmaster vàng đúc nguyên khối 18K. Cái bản ngựa nhỏ cũng khá là hiếm ở trên thị trường rồi. Bởi vì thực ra bản này nó cũng ra đời cũng rất là lâu rồi. Đấy, nếu mà anh em chơi tìm hiểu dòng Omega nhiều sẽ biết bản ngựa nhỏ này thì là nó sẽ rơi vào khoảng tầm những năm 2000 anh em nhé. Đấy, tầm tầm đấy. Chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ. Được cái là em này về tình trạng sẽ là còn zin nguyên bản. Đồng hồ và khóa là máy móc, tất cả linh kiện bên trong là zin nguyên bản hết 100% anh em nhé. Đấy, dây thì bên em đã thay một bộ dây da cá sấu rồi. Ở dây da cá sấu handmade. Đấy, bởi vì thời gian nó rất lâu như thế nó sẽ, chắc chắn là nó sẽ còn gần như không còn được giữ được cái dây da zin nữa đâu. Đấy, và em này thì về sẽ có hộp sổ như này anh em nhé, hộp sổ chính hãng của Omega. Đấy. Size của nó sẽ là size 39mm. Với cái size này nó sẽ phù hợp với anh em cổ tay từ 15.2 cho đến 17.5 thì mình đeo nó sẽ rất là vừa vặn và cực kỳ là cân đối. Chúng ta sẽ có một bản Speedmaster Chronograph. Đấy, với chức năng bấm giờ thể thao cũng rất là hay của Omega. Đấy, em sẽ lên một chút code để cho nó hoạt động anh em nhé. Đấy, kim dây của chúng ta nó bắt đầu hoạt động ở góc 9 giờ. Đấy, bản này thì chúng ta sẽ có ba cái sắp rời phụ đầu tiên sẽ là kim dây ở góc 9 giờ, ở góc 12 giờ sẽ là kim phút của chức năng chronograph. Đấy, và góc 6 giờ sẽ là kim giờ của chức năng chronograph anh em nhé. Kim dài này là kim dây chức năng chronograph này. Anh em mà xài những dòng đồng hồ chronograph thì nhìn sẽ nhận ra ngay được thôi. Thiết kế quen thuộc của cái dòng chronograph. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bộ vỏ và khóa đều được làm bằng vàng gold 18K anh em nhé, vàng gold nha anh em. Đây, đầy đủ hết các chuyện này. Đấy, chuyện đầu chói vang na và cân tiểu ly này. Nói chung bản này thì sẽ phù hợp cho những anh chơi kiểu sưu tầm. Đấy, thì mình sưu tầm những cái bản này thì nó sẽ kiểu mang ý nghĩa về thời gian kỷ niệm này, nhìn nó cũng rất là hay. Và cái giá trị của em này là cái nữa là cái vàng, cái vật liệu của em nó được làm vàng 18K cho nên là cái giá trị về sau này nó sẽ rất là cao. Đấy, cầm khá là nặng tay anh em nhé, khá là nặng và đầm tay. Trước này thì bên em đang giao lưu mức giá cũng rất là tốt, chỉ với 86 triệu thôi anh em nhé. 86 triệu. Đấy, em sẽ trên tay cho anh em cùng ngắm thử này. Đấy, lên tay khá là đẹp, ôm tay. Cái thiết kế Speedmaster thì nó là một cái thiết kế, một cái dòng rất là nổi tiếng rồi. Nổi tiếng Omega rồi. Đấy. Lên tay thì như này anh em nhé. Khá là ok, rất là đẹp. Ok, đồng hồ đang có sẵn tại cửa hàng bên em nhé. Anh em muốn lên tay ngắm thử trực tiếp thì có thể qua cửa hàng bên em để trên tay. Địa chỉ là 45 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo.